trời ơi, nó dài dữ hả? Rồi làm lận nha. Rồi thả ra thử. Thở nhẹ nhẹ thôi. Thở bự lên, thở bự lên, bự lên. Ôi. Rồi xin chào bạn Bin nha. Xin chào bạn Kiệt nghe, con chào các bạn đi. Chào các bạn. Ê các bạn ơi, nay bạn Kiệt với bạn Bin có cái đồ chơi bong bóng xà phòng nha. Đó, quay bong bóng bự lắm nè. Rồi, bây giờ bạn Bin với bạn Kiệt á, ai mà quay bóng bự nhất sẽ được thưởng hai cái bánh đây. Đây bánh bò nè. Rồi bắt đầu nghe, đứng gần lại nghe. Chạy con bóng ai nhanh hơn nè. Rồi đứt rồi, lại. Rồi hay quá. Rồi tới Bin ơi. Rồi làm lại luôn. Đâu bóng bay cao dữ hả? Trời ơi. Nè đi lại cái xe cẩu nè. Rồi bắt đầu nha. Đi. Wow, trời bóng bự quá. Ôi. Rồi bể rồi. Làm lại đi Bông Bin. Đâu. À, bể rồi. Rồi tới con nha. À trời, ủa bong bóng của bạn Bin sao mau bể dữ hả? Đây các bạn ơi, bong bóng này mình thổi được luôn nha. Rồi bây giờ thử thổi nha, bóp ra Bin, bóp ra. Ừ thổi. Ê mạnh lên. Wow trời ơi, nó dài dữ hả? Rồi làm lận nha. Rồi thả ra thử. Thở nhẹ nhẹ thôi. Thở bự lên. Ôi. Rồi tới bằng Bin coi, bằng Bin làm đi bằng Bin. Con quay nhẹ nhẹ thôi Bin, một hai ba thả ra. Wow, hai người Bin hay quá. Rồi thả ra, làm đẹp luôn nghe, làm bự luôn nghe. Wow, Bin làm hay ghê chưa. Rồi tiếp làm tiếp thôi. Rồi, làm lại nha. 1, 2, 3. Rồi, căng bóng bay nè. Rồi, hứng bóng luôn. Hay quá. Bóng của con đâu Bin? Ôi, bóng của Bin cũng bự dữ hả? Rồi, hứng bóng luôn. Rồi, bể rồi. Rồi, bắt đầu làm lại nha. Bây giờ mà làm ai bóng bự nhất là được thưởng hai cái bánh bò nè. Rồi, bắt đầu thôi. Thả ra. Tiếp luôn. Rồi tiếp luôn. Các bạn ơi, bạn Bin với bạn Kiệt chơi hết nước rồi, giờ không có xả bong bóng ra được nữa. Nhưng mà cái này bạn Kiệt làm giỏi hơn bạn Bin nha. Bạn Bin là bong bóng nhỏ hơn bạn Kiệt. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ được thưởng một cái bánh bò. Có bánh bò không Bin? Ăn không? Ăn hả? Rồi cho bạn Bin một cái luôn, rồi cho bạn Kiệt một cái nữa. Các bạn ơi, như vậy là
video cái cây bong bóng khổng lồ đến đây là hết rồi nha. Cái cây này mình còn 3 cây nè. Rồi bạn nào mà comment nhanh nhất á, đầu tiên á là sẽ được tặng một cây nha. Chỉ có 3 bạn thôi nha. Trời gì vậy Bông Biên với Bông Kiệt? Bị con chuột thả cái kẹo hoài vậy mà. Trời ơi, cái gì? Con chuột thả kẹo hả? Trời, con chuột gì mà ghê dữ hả? Rồi vậy giờ đi kiếm chuột nghe. Rồi kiếm chuột bắt chuột đi. Nó đâu rồi? Trời ơi, chuột nó đâu rồi? Chuột nó tha cục kẹo chạy đâu mất tiêu rồi. Đi kiếm thử rồi có không? Trời nghe, cậu nghe tiếng chuột kia bên kia kìa, chạy qua thử coi thử. Đi đi đi. Quả của chuột kìa, trời gì, chụp nó lẹ lên. Trời ơi, trời ơi. Lẹ lắm rồi, trời chuột chạy ghê quá, chụp lẹ. Chụp. Qua wow, trời ơi, không biết chụp được chuột rồi, hay quá. Trời chụp vô bắt bỏ bịch rồi, Kiệt ơi. Quả wow, đâu bắt được con chuột màu gì vậy? Màu vàng nó xỉu à các bạn ơi. Trời ơi, bắt gì vô. Còn nữa không? Còn nữa hả? Trời ơi, chuột đâu nữa hả? Trời ơi, chuột con chuột lại lên, chuột bò nhanh quá. Chụp lại lên. Trời ơi, con chuột bò nhanh dữ hả? Trời ơi, chụp nó. Đâu rồi? Chụp. Ông biết chạy lẹ lên biết rồi. Chụp. Trời ơi, rồi bắt chuột rồi. Ôi, một con chuột màu đỏ. Con chuột này ăn xúc xích phải không? Ai, bên kia có con gì nữa kìa Biến ơi, con gì kìa? Ôi, con gì nó chui trong cái hộp nè. Nè, biến, con gì hả? Chụp nó. Chụp. Chụp. Trời ơi, con gì vậy? Con chuột nó ăn cái gì vậy? Trời. Các bạn ơi, một con chuột ăn nguyên hộp xúc xích luôn. Rồi, bắt mấy chuột này về nhốt vô chuồng. Rồi, đi về thôi. Trời ơi. Quá trời, Bân Kiệt ơi, bắt được mấy chuột rồi. À, con chuột. Đâu, đâu, cho các bạn xem với. Trời ơi, chuột màu gì vậy? Màu xanh, lá cây, màu vàng, màu đỏ. Wow, bây giờ mình sẽ điều khiển mấy chuột này nghe. Rồi, bấm điều khiển chạy nha. Rồi bên Bin coi với anh Kiệt đua chuột nghe, chịu không? Ừ. Con không đua nữa hả? Con đi tắm hồ bơi đi. Rồi con đi tắm hồ bơi đi. Rồi các bạn ơi, bạn Bin đi tắm hồ bơi rồi. Rồi mình chạy qua, đem chuột chạy qua hồ bơi luôn nghe bạn Kiệt. Rồi điều khiển chuột chạy thử. Rồi bây giờ mình sẽ điều khiển chuột và dạng chạy qua hồ bơi tắm với bạn Bin nha. Rồi đi thôi các bạn ơi. Quá trời, con chuột nó chạy nhanh dữ à. Ôi. Rồi hèn chi con chuột nó chạy nhanh quá các bạn ơi, dí không kịp luôn á. Rồi chạy đi thử coi bạn Kiệt. Wow. Ôi. Trời ơi. Chuột chạy ghê chưa? Wow. Rồi lấy chuột khác chạy thử coi bạn Kiệt ơi. Rồi đây nè các bạn ơi, giờ cho hai con chuột chạy thử nha. Wow. Trời ơi, con chuột màu đỏ nó chạy ghê chưa? Wow, màu xanh luôn, chạy cắn bằng pin luôn. Trời ơi. Đấy các bạn ơi, hai con chuột điều khiển. Rồi chạy cắn bằng pin luôn. Wow, cắn trong cái hồ luôn. Wow, ui ghê chưa, rồi ra lui ra. Trời ơi, bạn Bin bỏ cái xe vô đó luôn rồi hả? Wow, con chuột màu đỏ này chạy ghê quá, nó núp rồi. Rồi, cho con chuột màu đỏ chạy ra. Wow, con chuột màu vàng chạy tới kia luôn rồi. Rồi, chuột màu đỏ chạy lên chuột màu vàng luôn. Wow, đụng vô cái hồ nữa rồi. Wow, rồi chuột màu vàng đâu rồi? Chuột màu vàng đằng đây, giao lui lại, giao lui lại. Wow, rồi, ôi trời ơi. Rồi, giao lui lại, tấn công lên. Ai ơi,
Trời ơi, tấn công bằng pin đi. Trời, bằng pin cô bỏ cái xe vô đó luôn rồi hả? Rồi, lôi xe lên coi, lôi xe lên. Rồi, tấn công. Bùm. Rồi, đem thêm con chuột màu xanh qua luôn nghe. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chạy ba con nghe, tấn công cái hồ bơi luôn. Wow, dê lui ra. Coi con nào chạy nhanh. Trời, chuột màu xanh mới ra chạy nhanh dữ hả? Tùy các bạn nhiều pin nha các bạn. Wow, trời ơi. Trời, chuột xanh chạy kìa. Dê lui lại, nó chạy ghê quá. Wow. Trời ơi, chuột màu xanh này chạy ghê vậy. Con chuột màu đỏ đi núp rồi kìa, chuột màu đỏ núp rồi. Chuột màu đỏ núp đây nè, bạn Kiệt ơi. Rồi, cho chuột màu đỏ là che ra nghe. Rồi, chuột đỏ che ra. Rồi, chuột màu vàng đâu rồi? Rồi, ba con này tấn công bằng pin đi. Chơi, cho cắn bằng pin luôn. Rồi, chuột bay vô cắn bằng pin nè. Wow, rồi che ra. Trời ơi, ba con chuột nó cắn hồ bơi nè các bạn ơi. Trời ơi. Wow, ghê quá. Núp hết rồi. Rồi bây giờ bắt mấy chuột này bỏ vô chuồng nha các bạn. Các bạn ơi, giờ bỏ mấy chuột này vô chuồng chứ để nó chạy nghe, nó chạy đi giành kẹo của người ta đó. Wow, đây ba con chuột đẹp ghê chưa. Các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Mấy bye. Pin có mấy bye đi Pin. Bye. À, đúng rồi. Ngược rồi các bạn ơi, bạn Hiếu cái rắp ngược rồi. Quay lại. Rồi gắn vô cái xì móc đi. Đây gắn vô cái xì móc cho các bạn đỏ lòi gì đó. À, đặt chiếc voi nữa. Rồi đáp thêm bạn voi nữa nha. Voi nữa xong rồi nha. Đây bây giờ mình sẽ ráp thêm bạn voi nè các bạn ơi. Bánh xe rất là xịn luôn. Oh. Đẹp không? À, con voi màu xanh. Con xanh nước biển đẹp quá. Con voi này có hai cái lỗ tai luôn nha. Mình tháo ra tháo vô được luôn thấy không? Đó. Hay dữ hả? Và mình mua về mình ráp là mình có hai cái lỗ tai mình ráp vô lại vậy nè. Đó. Đây các bạn ơi, con voi này cũng rất là dễ ráp nha. Dễ ráp được chứ không? Đó nè, tháo ra nè. Wow, đẹp quá. Rồi gắn vô luôn bạn Hiếu ơi. Rồi vô, mở cổng chui vô. Ê, con voi ráp được rồi. Đây các bạn ơi, bạn Hiếu ráp đẹp quá. Đây bộ đồ chơi này đẹp quá nè. Cũng rẻ à các bạn ơi, có gì kêu mẹ ba mua nha. Đây, rồi bây giờ chui qua cổng thử có được không? Chưa hết còn gì nữa. Bây giờ mình sẽ ráp cái này. À, còn một chiếc xe nữa các bạn ơi. Xe con về sau nữa nha. Xe này xe hỗ trợ hậu tống những chú voi, những chú ngựa. Wow. Rồi đây nè các bạn ơi, một chiếc xe. Xe con rất là đẹp nha. Xe con này, cái xe này là cái xe của bảo vệ nha. Cái xe này của anh bảo vệ nha. À, xe này là xe bảo vệ hả? Ừ, xe này bảo vệ. Đừng đi nha, ai chạy xa sai là bắt lực là anh bắt nha. Rồi cậu đây đi, cậu đây đi. Wow, rồi xong chưa bạn ơi Hiếu? Sai là bắt đó. Rồi bây giờ bạn Hiếu sẽ chạy thử cho chúng ta xem thử nha. Bạn chưa, để mình chỉnh ra đường ray đây. Rồi chỉnh đường ray lần nha. Đẹp quá. Cho nó bự ra các bạn ơi. Đẹp quá. Đẹp không các bạn? Đẹp không? Đẹp đúng á. Nghe xin luôn á. Rồi đó. Đây một cái đường ray xong rồi nè nha. Wow, đã quá. Cái hàng nào thì hơi thấp rồi bạn Hiếu ơi. Còn hai trụ nữa, gắn hai trụ vô nữa. Cao rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình ăn nè. Rồi, các bạn ơi, xong rồi nè. Thấy rồi, chưa? Nâng cái cổng chào cho nó cao lên các bạn ơi. Cho bạn vô chưa qua được. Nhưng mà tạo thêm cái một cái kiểu đi ngon. Mày chỉ cổng chào cho nó bự đi, dính đẹp đi. Rồi, quay cho nó bự đi. Giống như cái tháp. Rồi, bắt đầu chạy nha, chạy nha. Rồi, chạy thử đi. Đen, hơi dưới nó tay không? Wow, qua được rồi các bạn ơi. Rồi đường ray xe lửa đã quá. Đen. Trời ơi, chạy ghê quá hả. Coi chừng chặt đường ray nha. Ôi, đưa bạn voi với bạn ngựa về tới nông trại rồi, cho vô nông trại nha. Siêu xe cái xe cái anh bảo vệ này ra để cho mình chạy vô đây nuôi. Rồi. Rồi bảo vệ ra xe lửa chạy vô nông trại luôn các bạn ơi. Vô luôn ha.
Rồi cho ngựa. Rồi xích rồi. Rồi đưa xe ngựa với xe voi vô vô nông trại luôn nha. Nhà nhà. Voi chạy đây nè 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 nè. Đậu trước đây luôn, cây thông luôn. Wow. Anh xe lửa này chạy ra giúp vụ lộ xe lửa tiếp. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây đây, bộ chơi ráp hình này rất là dễ ráp nha. Bạn nào cũng có thể ráp được luôn á. Tại cái gói hình của nó bự lắm. Sáng rồi hả? Đây các bạn ơi, trời sáng rồi, bây giờ cho bạn voi với bạn ngựa đi ăn cỏ hả? Rồi. Rồi chú bảo vệ mở cửa ra nha. Rồi. Rồi cho chú voi ngồi trước luôn. Rồi bắt đầu đi thôi các bạn ơi. Rồi đi ăn cỏ nha. Rồi khởi hành thôi. Rồi chui qua cổng nha. Trời ơi, sắp cái cổng luôn rồi các bạn ơi. Cái này là lỗi bạn A Hiếu sắp cổng thôi. Chứ chú voi chui qua vừa đi rồi. Ơi, bạn ngựa này đói bụng lắm rồi các bạn ơi, giải dữ quá, sức hoài luôn à. Cái này nè, mình chơi trên cái nền này không có được cao thấp á, nó dễ sức. Tới đâu chạy rồi, tới đâu chạy rồi. Rồi bứt cỏ cho voi với ngựa ăn đi bạn Hiếu ơi. Rồi vô nông trại thôi. Vô nông trại lấy cỏ cho bạn ngựa với bạn voi ăn. Rồi vô khu vườn. Vô khu vườn của chúng ta. Đây chạy luôn. Móc vô chạy luôn. Như vậy là video đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.